Theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, có hai đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, gồm người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng một người một tháng và 1 triệu đồng một người một tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng. Thời gian qua, Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai thực hiện chính sách này. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, thành phố đã chi trả gần 62 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho gần 52.000 lao động. Quyết định 08 là một trong những chính sách nhân văn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Nắm bắt tinh thần đó, từ giữa tháng 5 năm 2022, các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng khảo sát, lập hồ sơ để đưa chính sách đến kịp thời với các đối tượng thụ hưởng. Dù số tiền không lớn nhưng sự hỗ trợ này đã góp phần giúp người lao động giảm bớt gánh nặng về chi phí sinh hoạt, từng bước thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất kinh doanh và ổn định việc làm. Bản thân tôi khi mà nhận được cái khoản hỗ trợ là tôi cảm thấy rất là vui. Khi mà được hỗ trợ thì mình sẽ trang trải những cái chi phí sinh hoạt rồi thuê nhà. Những cái người mà họ chưa có cái nhà thì họ sẽ dùng cái chi phí hỗ trợ đấy để trang trải tiền nhà hàng tháng. Số tiền hỗ trợ thì không lớn nhưng nó cũng giúp trang trải như tiền mua thức ăn hay là trả bớt phần nào tiền trọ trong tháng, mua sữa cho con. Về quy trình thực hiện, người lao động chỉ làm đơn đề nghị theo mẫu và có xác nhận của chủ nhà trọ để gửi doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị và không phải nộp thêm bất kỳ giấy tờ gì khác, kể cả giấy đăng ký tạm trú. Tại các doanh nghiệp, các bộ phận chức năng cũng hỗ trợ tối đa để người lao động nằm trong diện hỗ trợ, nhất là lao động ngoại tỉnh được tiếp cận với chính sách một cách nhanh nhất. Chủ tịch công đoàn cũng như là công đoàn cơ sở của công ty thì cũng đã lấy các văn bản đó kèm theo, ví dụ như các biểu mẫu để triển khai tới tất cả công đoàn, sau đó là triển khai cho người lao động, đặc biệt là dò xét lại những người lao động thuê phòng trọ, sau đó là yêu cầu hoàn chỉnh thủ tục, đặc biệt là cái đơn hỗ trợ để giải quyết quyền lợi cho người lao động. Dù có sự nỗ lực trong thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, nhưng nhìn chung tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quá trình triển khai quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, một số doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ đề nghị muộn do muốn gộp 3 tháng vào làm thủ tục một lần, nên đến tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp mới tiến hành các thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, dẫn đến việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tại các địa phương bị ùn ứ, xử lý không kịp.